giá cả ra chắc không có chỗ nào bằng đâu, rẻ nhất luôn á. Tại đi ăn nhiều nhiều nơi rồi, ăn mấy mấy chỗ khác á, thường thường ngoài cầm hai người đi cầm 100.000 ăn lại uống trà đá còn hồi hộp lắm. Còn đây là 100.000 ăn ba người luôn á. Ừ, ba người luôn không hồi hộp luôn, không cho thiếu đâu. Bán rẻ quá thiếu được luôn, hết vốn luôn á. Coi ai muốn ăn gì thì nói hay để. 25 là đầy đủ không cơm. Trứng cút, bò viên, heo, gà xé, thịt sắt, gan, da heo. Hiện tại nhiều người nói, ủa sao bà đồ lên quá mà bà nói lên. Thôi, tội nghiệp thiệt. Tội nghiệp bà con lắm. Ở bên nhất vừa qua thì người ta nói, đợi bà hai bà tính tiền lợi gì đó. Để bà nổ. À, hay nói không, tại vì nhờ số nhiều hay bán người dân. Thường ta gọi bà hai, cô hai, dì hai, hủ tiếu, bánh canh, nuôi, mì, hoành thánh. Gần 30 năm rồi con. 266-98 Tôn Đảng, phường 8, quận 4. 11 giờ bán tới 8 giờ tối. Người ta ăn uống gì tự mình mua cũng khó khăn. Cái thôi ra bán. Mới đầu ra bán có 2.000 tô. Không có nhớ. Năm 94-95 gì. Lớn, nhỏ, em bé, đầy đủ hết. Còn ai muốn ăn gì thì nói hay để. Dứa bánh canh, nuôi, mì, hoành thánh, rồi mì gói, hủ tiếu mềm. Nè, hủ tiếu nè, tại vì khô, nắng khô. Hủ tiếu mì nè, khô, hai cái đậy nè, mới nhúng nước ăn đậy lại mà giờ nó khô nè. 25 là đầy đủ không tôm. Cô 25 là trứng cút, bò chiên, phèo, gà xé, thịt sắt, gan, da heo. Hay nấu một tô là đã nó hơi nhiều đồ quá. Ví dụ như hủ tiếu thì phải nấu nhiều hủ tiếu. Tô đặc biệt là giò heo nữa con. Nhiều nhất là nhiều khi 60-50. Tính ở đây luôn, nhà ở đây luôn, mối khách hàng thân thiết á của dì hai nè. Anh ăn đây lâu chưa anh? Ăn đây cũng được 6-7 năm không dì hai, nếu đúng là 6-7 năm rồi đó. Anh thường thích ăn món gì nhất? Mì gói khô, chân gà với lại phèo với lại gan. Là để trên mười mấy món đó. Đầu vịt, lòng vịt, lòng gà, đầu gà, thịt gà, chân gà, bò viên, trứng cút, tôm, phèo. Tô 25.000 là bình thường, còn nếu mà thập cẩm đầy đủ có tôm nữa là 30. 5.000 hay còn bán mà đó, mới nãy 10.000 mà có con tôm nữa. 5.000 thì hai trứng cút. Giá cả ra chắc không có chỗ nào bằng đâu, rẻ nhất luôn á. Tại đi ăn nhiều nơi rồi, ăn mấy chỗ khác á, thường thường ngoài cầm ví dụ đi hai người đi cầm 100.000 ăn lại uống trà đá còn hồi hộp lắm. Còn đây là 100.000 ăn ba người luôn á. Ừ, ba người luôn không hồi hộp luôn, không cho thiếu đâu. Bán rẻ quá thiếu được luôn, hết vốn luôn á. Hay 4 giờ hay vậy rồi đó, hay làm á, tới 11 giờ mới bán được, mới có đủ đồ bạn. Mình gì hả? Mấy đứa nhỏ, mấy đứa con mắt sáng đi làm hết rồi. Tại vì làm đồng, làm đầu nữa. Tại cái đầu dịch nè, thấy không, hay làm nó kỹ, quen. Cũng ráng làm tới chừng nào, ví dụ như chừng nào hết làm nổi thôi. Trong tháng thì nghỉ 4 ngày, hồi đó nghỉ 2 ngày, giờ nghỉ 4 ngày. 14 rằm 31. Trời, ăn gì không? Cẩn gì mày? Nuôi hả? Nãy giờ đông lắm mới vừa hơi dán. Có chứ, hàng ngày luôn. Ăn ngày nào cũng ăn luôn. Đúng rồi,
ngày nào cũng đến. Không, ta ăn, ta nói hả, à, đi vòng 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 à, hồi sao cũng phải chạy lại đây. Không biết ăn món gì cũng chạy lại bà hai. Có nhiều đứa hả, xin nhiêu, à, giờ có chồng có con rồi. Lâu lâu cái nó đi cũng trở lại, còn mà hai không rồi còn nó mừng lắm. Đề nghỉ 2-3 ngày hả là người ta nhắn